Vâng, có thể thấy là ban ngày nắng nóng là vậy, nhưng mà có vẻ như là đến tối và đêm thì thời tiết cũng không dịu mát mấy, phải không hả chị Xuân Anh? Vâng, thưa chị Hải Yến, tại thủ đô Hà Nội thì về đêm cũng vẫn khá nóng. Thưa quý vị khán giả, dự báo như đêm nay chẳng hạn thì mức nhiệt là khoảng 30 độ vẫn là khá cao. Sang đến ngày mai thì trời cũng nắng sớm và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất lên là 38 độ. Nhiều tỉnh thành ở miền Trung cũng trong chuỗi ngày nắng nóng. Và để trốn cái nóng thì Bà Nà sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng vào dịp cuối tuần này. Nhiệt độ ban ngày thì sẽ không vượt quá mức là 27 độ. Chiều tối và đêm thì có lúc mưa, trời lạnh lạnh với mức nhiệt thấp nhất khoảng là 22 đến 23 độ. Ngoài được tận hưởng bầu không khí như là mát lạnh giữa châu Âu thu nhỏ, đến đây thì du khách còn được hòa mình vào nhiều lễ hội và sự kiện hấp dẫn, cũng như là các màn trình diễn công nghệ ánh sáng 3D bắt mắt. Ngoài ra, tối mai tại thành phố Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Thời tiết dự báo cũng sẽ khá lý tưởng, trời không mưa với mức nhiệt khoảng là 29 độ, hứa hẹn sẽ là một đêm pháo hoa mãn nhãn. Chuyển sang thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo đêm nay ít có khả năng mưa, trời mát với mức nhiệt thấp nhất là 26 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn cập nhật.